Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Lộc. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp ha. Rồi, ai già. Bữa nay mình dùng thử lá này nha các bạn. Mặc dù lá này mình chỉ thấy ai nó dùng trong bộ gì thật sức mạnh thôi, nhưng mà không biết dùng bên mấy bộ khác được không, để mình dùng thử. Nhưng mà được thì dùng tiếp, còn không dùng không được thì tối không sao cả. Nói chung là bữa nay mình chơi bộ tiên nha các bạn. Mình không biết là bộ tiên này nó có lợi hại hay không, nhưng mà nói chung là mình không hề dốc hết bộ tiên ra đánh nha, mà mình chỉ dùng những con tiên nào là tiên hệ quang thôi, tại nó có tiên hệ âm nữa các bạn. Ồ, chết màu, chủ tịch chơi giờ không chơi rồng trắng mắt xanh nữa mà chuyển qua chơi con rồng cyber rồi các bạn ơi. Rồng này là mình hơi đuối rồi ha. Rồi ảnh chơi kiểu này làm sao mình chơi đây, mà mình đủ sức chơi dùng con này ra bắn ảnh mà ta. Con này để phát cho mình đem theo để phát ráp mà không chạm đâu. Đang có mà đồ bò đây, có gì mình chơi ảnh luôn. Bản này một số bạn nói mình hay craft lên thôi, mình chỉ đánh đơn thôi nha, mình không có đánh nhiều trận nha các bạn. Đánh lá nào ăn lá đó được rồi, để lỡ nó có rát thì mình cũng không lỗ. Chứ mà còn tự nhiên đang thắng được một trận rồi, có thể thắng được trận nữa nó rát cái ủng lắm. Ta cứ thắng lần nào mình ăn được đó là xong. Chưa gì bị ảnh quăng ma điểu linh phủ ra chơi. Ảnh nhiều cái con này đó, mà hình như để gọi được con rồng cyber mà ba đầu ra là, hay là xin lỗi, con rồng cyber có hai đầu thôi, là phải có con này thì phải. Đây, nhưng mà cái lá này hình như là nó có giới hạn là con nào mà phải là một dưới lực công dưới 1500 nó mới gọi được. Thật ra con này chỉ dùng để gọi gì thật sức mạnh thôi, còn là gọi mấy con mà chuyên hỗ trợ á. Rồi thôi kệ nó, cứ coi coi ảnh có gọi được con rồng ra hay không. Mình thì mình đang thắng rồi, ảnh gọi con này ra là thấy mình mệt rồi. Tại con này ở đây thì nó là con nó nên các bạn được phép ra nó thoải mái nha, nó tự nhiên quái 4 sao mặc dù nó ghi ở đây là 5 sao. Qua bên bộ bản Legacy á, nó mới làm đúng. À rồi coi, không cần phải lật nữa, nhái luôn. Rồi đây, dở lên chơi luôn, cho anh ấy biết cái nào là sức mạnh của hàng Trung Quốc các bạn. Không có cái trap nào ở đây anh không làm có được em đâu. Này thì cho anh biết cái nào là sức mạnh của hàng Trung Quốc này. Hàng nhái thôi chứ lợi hại lắm đấy ông anh ạ. À. Mà lá này hình như là nó, nếu mà dùng nó thì bài sẽ bay lên tay mình nha, chứ không phải bay ở đây. Coi như là mình chấp nhận mình không ấn 5 lá thì mình sẽ lấy lại được 3 lá thì phải, cái mình nhân hợp đọc luôn. Mình hiểu ở đây không lầm thì nó là như vậy. Bây giờ là phải có những 8 lá ở dưới này mới xài được. Ê trời ơi, ảnh chơi cái xạ, ảnh chơi sơn hiệu quang các bạn. Rồi cũng được, không sao cả. Có cái sơn không cũng dọa người ta. Rồi đây, ma điểu linh vũ, công trình đẹp đấy, nhưng mà nó cũng thường theo manh hả. Rồi đây mình mượn con rồng của ảnh cho cảnh nó cạp ảnh trái luôn đi, vui nhà như cửa. Đây cạp bài màu đi anh. Rồi no, cho xin một lá bài. Trời ơi, lại thừa quyền ngủ nữa. Thật kệ nó, ảnh chơi gì lấy cái đó. Your dueling skills didn't beat me. I only lost because you had the luck of the draw. Bộ bài này của mình là nó có thiên hướng là công thủ dung hòa nha các bạn. Mình sẽ chơi 2 dáng 7 sao và 2 dáng 9 sao. Coi như là một tập này thì mình sẽ chơi 4 dáng. Chán ngã là coi như khởi động đi. Cái ba chắc cũng chưa khởi động nên là đánh không có đã lắm. Đó,
Rồi, vô tiếp anh trai. Như là bộ bài này của mình là tiên cho nên là mình lấy mấy con này ra khá nhiều. Nó còn một con thánh nữ nữa mà thôi mình không có xài con đó. À, nãy có bạn Vi hay bạn gì đề nghị mình xài con này đúng không? Thì đối với mình biết con này rồi, mình biết nó là zombie, nhưng mà vấn đề là thằng bạn không cảm mình chưa có lấy được nó. Cái đó mới là vấn đề lớn nhất ở đây. Rồi. Rồi. Ây chà. Chứ mình lấy được con này rồi tội dạ vẫn đem ra dùng con này 1.900 thủ 1.200 nhìn nó là mê rồi. I set this card face down. Ảnh chơi cái sân này là bất lợi cho mình đó, tại mình đang có thế thủ. Rồi đây. Giờ ảnh buộc mình phải đẩy quân lên thành công hết rồi. Rồi muốn công thì công. Phá. Còn Marufo luôn. Rồi để ảnh ra cái gì. Chà. Rồng trắng mắt xanh nhưng mà phiên bản còn sơ sinh. Này thì sơ sinh. Thế là mình sẽ dùng con này. Sao hả ông anh thấy lợi hại không? I end my turn. Đây. Quăng ra. Chơi bộ bài này bên này đấu sức chủ yếu. Đây ảnh lại vô tình ảnh bỏ một con này ra nữa cho mình. Con này cũng là một con cúng quan, vô đa phần thì nó chỉ dùng để thủ chứ không phải để mình để thủ và để công mà xui cho ảnh. Rồi đây xong để coi coi chủ tịch làm gì tiếp theo nào. Vô chủ tịch ơi. Trời, ông tính dùng họp rồi các bạn. Dùng họp là mình mệt đấy. À, cũng ấp xuống thủ thôi. Lá này ra đây thì có vẻ như là hơi sớm. Lá này hút cuối hẳn ra, lá này ra sớm quá ông nên. Hồi nãy giờ anh muốn dùng bộ bài Cyber Dragon với mình mà không được. Mà thôi giờ mình nghĩ lại rồi các bạn ơi, vậy đi ha. Qua tập này mình chơi 4 dáng đều là 7 sao đi. Rồi tập sau mình nâng lên 9 sao luôn. Đổi qua đổi lại cũng phiền. Trời ơi là lá này. Drill this into your head. Your dueling skills didn't beat me. I only lost because you had the luck of the draw. Rồi ok, em thắng là nhờ em may mắn được chưa? Kìa cái ông anh này. If you even think for a second you're going to win, you're lying to yourself. Rồi, vô. Rồi đây. Đây đây đây. Rồi để coi ông anh dở trò gì nữa. Chà. Vừa vô đã lợi hại vậy rồi sao. Nếu nó vừa vô thì dung hợp được luôn nha. Em sợ lắm á. Đây. Ông anh ăn em mà dễ à. Những sợi xích từ địa ngục các bạn. Rồi ok ông anh lợi hại đấy. Nhưng mà xui cho ảnh là mình có cái này. Ăn em đâu có dễ. Dùng xong nó cho úp một con khác xuống luôn. I end my turn.
của mình không không hoàn toàn ở thế công mà công nhận cũng mạnh phết. Anh gọi con zombie ra dọa ma em đấy à. Tôi với mình nhái được điểm gốc nha các bạn, thành ra là ảnh có bị suy yếu đi cũng không sao. Này thì kỵ sĩ rồng zombie hả, paladin hả? Paladin mà là zombie nó mới buồn chứ. Rồi, ok tiếp tục. Ây chà. Thử Kamiyoko trưởng luôn. Sợ gì đâu. Rồng tráo mắt xanh mà còn nhỏ thì ai mà sợ. Đây. Con này thì hình như là kích hoạt được rồi bạn. Nó có một cái gì đó để kích hoạt cái con này. Con này mình nhớ mình hồi kia bên Legacy mình thấy nó một lần rồi. Nhưng mà tại bên này thì chưa bao giờ thấy nó dùng. Chẳng qua thấy nó cho bên bộ tiên mà nó 3 sao nè đem ra dùng thôi. Nói chung là nó giống như con rồng Huy Long vậy đó. Công 1600 thủ 0 điểm. Mà được cái là 3 sao nên có gì thì pháo 4 sao vẫn dùng được. Hay là con này phải qua lừa của đối phương mới kích hoạt được cái này ta. Hay là bên này thì nó không có effect nhỉ. Trời ơi. Rồi ok. Nữa hả? Anh quyết dùng bộ Cyber Dragon đánh đấu với mình mà xui quá anh thôi. Gì nữa? Dung hợp luôn. Rồi gọi con rồng hai đầu ra. Wow. Cũng dữ dằn quá. Rồi. Mặc dù không biết là cái con này nó về nó ăn uống làm sao luôn nữa. Tự nhiên có dưng có thêm cái miệng ở trên này. Vậy ăn uống làm sao? Hay là miệng này miệng ăn, miệng này miệng ở đây. Rồi đây. Thay lòng đổi dạ. Rồi bắt về vô vô nhà vô cửa thôi chứ. Thôi được rồi, cho anh em cũng không muốn mạnh tay với anh. Tức đi anh. Rồi no. Trời ơi. Cái con này hồi mới chơi Zoe phải dùng khá là nhiều nè. Drill this into your head. Your dueling skills didn't beat me. I only lost because you had the luck of the draw. Rồi. Ok, dán nữa cho manh gỡ nào. Let's see if you're worthy of calling yourself a duelist. Rồi đây, vô. Đã bị cắt bao rồi. Con này nó dễ ra nha. Rồi thôi không sao. I activate my spell card. Trời. Oh, cuối cùng cũng ra được bộ ảnh ra bộ rồng rồi. Hại dữ. Lợi hại. Đây. Nhái luôn. Mượn tí. Đây. Tính ra nãy giờ mình quên đó, chơi bộ tiên mình quên lấy cái con, không biết của bên này nó là con gì vậy ta. Con hiến xế hai con hệ ánh sáng đi từ xung quanh nó ra để lắc vô kiếm rồi. Biết qua đây nó là độc cô của bại hay là cái con linh hồn của thiên thần nữa. Rồi thế trận cầm qua. Chà, dày thì hơi buồn. Đây, hủy đi.
thế là xong. I'll resurrect a servant from the graveyard. Trời. Monster reborn. Bộ rồng này có ánh mạnh thiệt đó chứ. Con này nó chết thì nó gọi được con nào lên ta? Bấm nhầm rồi, bấm quán tính nó khổ thiệt. Đang tính coi lấy con nào ra. Con này phải lập qua thủ mới được. Lại lấy thêm một con thiên thần nữa. Trời ơi, đáng lẽ là không mất máu rồi. Đã bấm theo quán tính nữa, thiệt khổ. Nhiều khi tay nhanh hơn não các bạn. Thôi này chịu. I end my turn. Giờ lái ra làm gì nữa? Thua rồi các bạn. I set this card face down. Nãy đáng lẽ có thể cầm chừng được rồi. À rồi, hên quá. Trời còn thương. Rồi để coi. Ủa, bộ bài này công thủ dạng toàn dữ ta. Có con hai con rồng trong hang luôn. Rồi hòa nha. Tiếp tục phòng thủ. Giờ hồi sinh thì phải hồi sinh con nào giờ? Giờ chỉ có hồi sinh con nhái thôi chứ biết hồi sinh con nào giờ. I don't think so. À, đúng là dễ gì với chủ tịch. Ồ, mà hên quá mình giật được lá này của ảnh. Mình không dùng lượt sao ảnh lấy con này của mình, ảnh xung mình cái nữa là xong đời mình rồi. I activate my spell card. Gì đây? À, rút bài hả? Rồi con rồng này là rồng băng. À, con này cũng giả công cho nó đóng băng mình luôn mà. Ủa, bài này của ảnh rồng không ơi. Rồi kéo giò. I activate my spell card. I activate my spell card. Gì nữa? Trời ơi, hồi sinh. Rồi. Con này ở bên kia chỉ là thần ngủ thôi, qua đây ảnh rồng lợi hại quá. Rồi, con rồng Luster này thì cũng ngon. Rồi đây thủ một xíu. À, đúng là giữ Yugi đấu với cây ba, Yugi đang lấy thua rồi các bạn. Nhưng mà sau đó là kèo. Không biết là mình có được Yugi độ hay không. Rồi ảnh đang ra tới 5 con ở trên sân. Rồi phòng thủ. I end my turn. Lá xương giáp này ra làm gì? Còn gì đấy, đừng nói rồng nòng súng nha. À không, một con rồng gì đó rất đẹp các bạn. Không biết nó là cái gì. Con rồng này không thể hồi sinh được hả? Trời. Rồi thôi cũng được. Thua các bạn. Cái gì ra cái bình kia sống, cái bình này sống nổi. Giờ mới chịu ra. Nãy đừng sai là thêm lần nữa là có cơ hội gỡ rồi nè. À, ok, gián này thua. Để nó thắng 3 gián là cho ảnh thắng lại gián đi.
đi xa nước thua cả Giang Sơn ở đây nè các bạn. Thua mà có cái gì đâu. Mà ảnh mình thua mà mình còn được sự tôn trọng của ảnh cơ mà. Qua nãy giờ nghĩ lại vô đây coi 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 có lá nào ngon ngon tí không. Cái lá này thôi thấy cũng không mấy hữu dụng lắm đâu, chắc để dành cho bộ gì sức mạnh thôi. Rồi bên này coi nó là con gì, nhưng nếu mà là đồng cô cầu bại thì nó phải là mức 3000. Nãy lấy con này là tại nó tính âm cho nên là mình không có dùng. Để lát nữa mốt đem mấy con tiên âm ra dùng sao. À bên này nó vẫn là độc cô cầu bại nha các bạn. Rồi bài mình hãy quan không thì tội gì cũng không dùng nó. Nãy có con này để mà cầm mùa giữ chân cũng được. Rồi đây làm dán nữa. Victory is not in the cards. Vâng, đương nhiên là thắng bại nằm ở con người chơi để chơi phải lắp bài. Bài tốt mà đánh ngu thì cũng thua thôi. Rồi, vô. I activate my spell card. Nó vừa vô giật bài của em rồi nha. Đã giật thiệt rồi. Rồi đấy. Trời, rồng nữa hả? Dung hợp luôn đi á. Ngũ hồn. I set this card face down. Để xuống nhiều lên anh. Láng thôi. Rồi quăng ra thử rồi. I activate my spell card. Rồi đây. Chơi. I activate my spell card. I activate my spell card. Lấy con này ra có gì muốn chơi mình chết thì còn rút được lá bài lên xài. Đây kéo sạch bài ảnh luôn. Flip summon. Còn gì đấy? Cái trời ơi, cái đứng lớn làm nhau. Vậy là thôi ảnh khỏi gọi con rồng kia ra rồi. I activate my spell card. Gì đây? À, rồi chơi đi anh. I activate my spell card. Gì nữa? Trời ơi. Rồi thôi cũng không sao. Mình lấy con lá bài ra có gì để là làm kế hoạch dự phòng các bạn. The field spell activate. Cái sân thôi bố. À lần này anh qua sân dung hợp rồi các bạn. Rồi vậy cũng tốt. Đây. Đây. Ra. Ra con này đi. Có gì nó chết mình gọi con nữa ra. I return my monster from the graveyard to the field. Trời. Con rồng này của anh là hơi bị lợi hại đấy. Mày chịu rồi. Hy vọng là ảnh đè. Đây. Gọi con này lên tiếp. Có gì mình lấy thêm lá bài nữa. Con này thì xuống hố. Nãy không có hố cho nó xuống, giờ cho nó vô luôn. Nó là con rồng là bằng đá mà đúng không? Đó cho nó vô lắp hang luôn cho rồi. No. 500 ok. Coi lấy con nào ra đấu với ảnh được ta. Tao lấy con nhái thì đề phòng. I end my turn. Con rồng thì không bắt làm cái gì. Trời, để chỉ độ xuống luôn à. Rồi chơi chơi. Đây vô. I don't think so. Gì đây? Wow. Mình thì không có lá bài nào để coi để giải quyết trường hợp này cả. Nhưng mà
dùng lá này mới đúng là chủ tịch K3 của chúng ta nè. Chứ hầu như mình ý chỉ có K3 xài lá này thôi các bạn, mấy nhân vật kia rất ít xài. Con này búp cho hệ thổ. Rồi trường hợp này đi luôn. Thủy độ, thủy long đạn. Rồi qua lượt. Giờ mình cũng không có bài đánh luôn. Đấy, như con này, mặc dù nó là con quái chuyên dùng để thủ mà thôi, nó không thủ về toàn các bạn. Rồi, chưa thấy ảnh ra được con gì lợi hại lắm. Rồi thấy ra bài thường thường thôi. Còn mạnh hơn mình chút thôi. Ở này chịu rồi, không có cách nào khác. Ảnh mạnh hơn mình xíu. Con này kết hợp ra con nhân ngu nè các bạn. Thế là nhân mã ngu lộn. Mã hơn nó là nhân ngu, là kết hợp với con nhân mã ra con nhân mã ngu. Rồi đây. Bắt về luôn. Nhưng mà tiếc cộng lại mới được có 3400, mình không có đem mấy lá gia tăng thực chiến theo. Đây, hai con nhân ngu, mỗi con bổ cho anh một búa là xong. Rồi đây. Rồi lưu sao tặng hai ảnh ngàn. Coi như hoàng ủi các bạn. Rồi. Vô tiếp ông anh. Cho người ta biết vì sao chúng ta say mê đó anh đi. Nè, rồi vô. Có bạn đề nghị mình dùng cái lá anti này đúng không thì cũng được thôi, nhưng mà mấy khi nói chung là về cơ bản thì hầu như dán nào cũng có khả năng nó ra cái lá này, nhưng mà chắc gì lúc mà ảnh ra cái lá này mình có cái lá anti trên tay đúng không các bạn, thành ra là thôi mình không muốn dùng mà tại vậy. Chứ mình biết cái lá đó, mình có rất nhiều lá đó luôn là đằng khác, nhưng mà tại mình không muốn dùng. Rồi đây có gì qua lượt. Rồi thôi cho ảnh phát đi luôn đi. Hai màu. Chủ tịch có thể lợi hại đấy nhưng mà cũng thường thôi. No. Trời ơi. Nãy giờ ra quái gì đâu không không. À, cho đổi đi. Wow, một lá bài mới nhìn khá là ghê đấy. Con này là Fusion các bạn. Nó là hệ đá nha, nhìn nó thì tưởng zombie hay là cái gì đó mà nó là đá. Rồi thôi kệ, có một con nhìn cũng hấp dẫn. Rồi vâng, mình đấu với ảnh không biết bao nhiêu dáng rồi. Ảnh nhân tội mình là thằng amateur các bạn, tội nghiệp mình. Rồi đây, bộ bài của mình hôm nay nó là như vậy. Nói chung mình tạm gọi đây là bộ tiên, nhưng mà tiên ánh sáng. Tiên thuần túy, tiên thuần chủng luôn. Tại vì tất cả tiên của mình đều là hệ quang hết. Con này nó quang nhưng mà nó không phải tiên, nó là pháp sư. Rồi thôi kệ, coi như nó cần hành tiên đi. Con này, mấy con này là hỗ trợ đi theo thì không tính. Con này cũng là tiên nha các bạn. Bản Kuribo không thì là quỷ, nhưng mà Kuribo có cánh thì lại là tiên. Con này cũng là pháp sư. Đem lá này để kéo giò thôi chứ không có gì hết. Còn lá này đơn giản là mình thích dùng nó. Tại nếu mà so với cái lá trị công kỹ thuật thì nó ngon hơn. Cái này là xì xích từ địa ngục thì nó kéo nó làm giảm sát thương nữa. Còn giảm điểm công nữa, còn kia nó chỉ bị khóa tấn công thôi. Rồi tạm thời như vậy. Còn cái lá mà mình đem theo cái này luôn mà nãy giờ nó không sổ ra mình cũng hơi buồn. Một cô cầu bại thì ngon rồi, nhưng mà mình cũng không hy vọng gì nhiều. Ở cái con này tại nó cũng khó ra lắm, mình như là phải hiến tế hai con hệ ánh sáng. Mà chắc gì lúc mình có nó trong tay, mình có hai con ánh sáng để mà mình phong ấn, mà nhiều khi quăng nó ra cái là có chuyện nữa. Rồi thì nó nói chung cũng để đây con thôi, quan trọng là mình xài con này nè. Nó chính là con Kuribo nhưng mà qua đây nó được mod lại á. Thành ra nó vẫn sẽ có chức năng đó là cho các bạn đó là quăng nó xuống mộ để mà tránh được một lượt sát thương các bạn nhé. Rồi ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, bye bye.